Xin chào các bạn, mình là Nhân BB, chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, các bạn có biết bàn tay của chị Tư không? Trong phim Wendy đây ấy. Đây này các bạn ơi, mình đang điều khiển nó này đi về đích các bạn à. Wow, thôi chết rồi, mình mất một bàn tay rồi. Các bàn tay đang leo lên này các bạn ơi. Wow, yeah, oh, bàn tay búng thanh niên này đi. Búng, 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 búng. Ui, không biết bàn tay này có búng nổi khán không? Búng, búng. Thanh niên boxing này cũng không thể chịu được một cú đấm của bàn tay của chị Wendy đây các bạn ơi. À, chị Tư đâu rồi, tiếp tục nào. Ôi không, các bạn ơi, lần này mình sở hữu được bàn tay người nhện này. Mình nâng cấp sức mạnh cho cái bàn tay của mình lên các bạn ạ. Nào, ok được rồi, lấy tiếp đi về đích tôi. Wow, 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 wow. Bàn tay này bỏ được trên tường luôn. Ôi các bạn ơi, mình bị tiêu rồi. Ui, cả lava này, cái lava này, nhá lava đi. Rất nhiều tiền luôn. À, kia chính là tên cướp biển, nhưng mình chính là bàn tay của Spider-Man. Hơi, ơi, cái tên cướp biển kia cho mình hiểu vấn đề luôn. Boom. Wow, các bạn thế nào? Ngầu chưa, tên cướp biển này bay xa 1000 km luôn. Các bạn ơi, yeah. Bao nhiêu đây, bao nhiêu đây? X7.5 các bạn ơi. Yeah, hay lắm. Trời ơi, lần này là bàn tay của Hulk các bạn ơi. Các bạn đang xem hãy ấn like ủng hộ kênh Nhân BB nha. Ấn đăng ký, nhấn chuông thông báo nữa. Mình sẽ tiếp tục chiến đấu với những bàn tay này. Bàn tay của mình đang leo trên tường đây. Ui cái búa. Ui, ui cái búa đây. Ôi không. Trời ơi, có cái búa nó đập văn mất hết bàn tay của mình rồi. Ơi ơi, ra cái búa ra, ra cái búa ra. Ôi xem nào, lần này bàn tay là của cảnh sát các bạn ơi. Wow, cái tên này tuổi gì đây? Là ta là bàn tay của Hulk đây. Boom, trời ơi, bay 1000 km anh ơi, tạm biệt anh trai. Yeah, wow, không ngờ trò chơi này nó lại hay như vậy, nó cho mình trang phục miễn phí luôn. Đây chính là bàn tay robot các bạn ạ. À, wow, ngầu đấy nhỉ. Được rồi, mình sẽ mang thật nhiều bàn tay robot về đích. Ui lava, lava, lava đây. Bẫy này, bẫy này, bẫy này. Ui răng cưa, răng cưa, răng cưa. Nhiều bẫy và nhiều răng cưa lắm các bạn ơi. À, trời ơi, bàn tay màu đỏ kia hắn dám tấn công mình. Wow, bàn tay của một chiến binh. À, chiến binh cũng không thể đánh bại được bàn tay của robot đâu anh ơi. Bay xa 1000 km anh ơi. Tạm biệt anh. À, bay bao nhiêu đây? 6.1 các bạn ơi. À, gần như là trò này nó rất là dễ luôn. Có tiền một cái mình nâng cấp hết luôn anh em ạ. Nhưng mà sợ nhất cái bẫy, cái búa đấy, cái búa mày quá, mình không hiểu sao. Wow, tốc độ mình chạy quá nhanh luôn. Ui, có mấy cái gai nhọn này. Các bạn thấy bàn tay thế nào? Ui, yeah. Ok, mang nhiều bàn tay về đi. Yeah, oh, go fast đi. What the, cho thì go fast đi để hiểu vấn đề luôn anh em ơi. Boom. Bay đi bạn ơi, bay xa nữa lên. Ôi không, lần này hắn bay hơi thấp các bạn ạ. À, được rồi, lại một bộ trang phục mới. Lần này bàn tay của mình có vẻ khá là chất. Ui có lửa đây. Ui bóng bàn. Anh em bóng rổ. Trời ơi bóng rổ mình vào bóng bàn. Ui lava đấy, lava đấy. Ui 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 ui, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ôi lần này là chiến binh gì đây? Chiến binh, wow, tóc tóc gì đây? Chiến binh tóc chất chơi các bạn ơi. Này tóc chất chơi với chúng tôi này. Tôi không bao giờ chỉ thuốc các bạn đâu. Mấy thanh niên tóc chất chơi này tuổi gì đâu với anh Nhân BB đúng không các em ơi? Yeah, thắng rồi. Tiếp tục nào. Lần này là bàn tay của Talos các em ạ. Nhưng mà cái dao kia ghê quá. Ôi không. Ôi, anh mất hết bàn tay rồi các em ơi. Thôi lần này cụ đi rồi. Trời ơi, về đây không biết có thể đánh bại được kẻ địch hay không đây các em ơi. Ui, mọi người hãy ấn like ủng hộ anh nhé. Cái dao nó dừng lại, đúng rồi, dao nó đã dừng lại rồi. Wow, bàn tay của thanh niên tóc xanh anh em ơi. Tóc xanh vì chúng tôi này, này hiểu vấn đề chưa? Đây là bàn tay của Talos anh ơi. Lần này thanh niên bay 1 tỷ km luôn. Quá gà, ô, 7.5 luôn các em nha. Yeah, let's go. Wow, lần này là bàn tay màu vàng các em ạ. À, and ui, ui, vỡ hết những cái kính lên luôn. Nào, có một cái cầu này. Ui ơi, cái bẫy. Ôi, trời ơi, anh đã bị mất hết bàn tay rồi. Ôi không, lần này anh sẽ đấu với bàn tay bộ xương. Có vẻ như không biết anh có thắng được không. Nó trâu quá các em ơi, nó trâu quá. Ôi không, trời ơi, anh Nhân đã bị đai rồi. Bực mình rồi đấy các em ạ. Nào, lần này nạn nào chúng ta phải về đích nào. Bay qua chỗ này nào. Cố gắng giữ thật nhiều bàn tay anh em ạ. Ui da, cái bẫy của này ghê lắm anh em ơi. Cái bẫy này ghê lắm.
đi qua. Ok được rồi. Yeah, tiếp tục là cái bẫy tiếp theo, là bẫy tiếp theo là nào. Rồi, đi qua. Trời ơi. Lần này ta đến quay trở lại đây cho mi hiểu thế nào sức mạnh luôn. Trời ơi. Cay chưa? Rồi, lần này là bẫy bao nhiêu đây? 7.8 km. Trời ơi. Khổ thân thanh nhiệt. Wow các bạn ơi, mình này là bàn tay bộ xương này này. Ok, nâng cấp này anh em ơi. Rồi, đi thôi. Let's go. Boom. Úi dồi, bay xa thế. Ui, có mấy cái bàn tay màu đỏ kìa. Trời ơi, này mấy cái quả bóng rổ này cản đường anh nhân BB kìa em ạ. Ê, cẩn thận, chỗ này có Nava đấy. Chỗ này có Nava đấy anh em ơi. Ui. Wow, anh nhân về đích với rất nhiều bàn tay luôn. Hey, hey, cái tên này, cái tên boxing này, này boxing với chúng tôi này, hiểu vấn đề chưa? Hiểu thế nào là né hội chưa? Ui, ui, anh nhân này, what the? Ôi không, các bạn hãy ấn lại ủng hộ mình. Anh nhân này đã bị mình cho bay quá xa luôn. Yeah, thắng cách quá phê luôn các bạn ơi. Wow, lần cấp tiếp. Có tiền là phải nâng cấp tiếp anh em ơi. Rồi đi thôi. Ui, lần này là bàn tay của một con thú sao các em ạ? Ui trời ơi, ui trời ơi. Đi, chỗ này khó quá các em ơi. May mà chính anh nhân cao. Mất có một bàn tay không? Tiền này, cái dao. Ôi không. What the? Ui, Haki Wuki. Trời ơi, cho Haki Wuki hiểu thế này là lễ hội đi. Boom, trời ơi, lần này không cho Haki Wuki bay xa được các em ạ. Vì anh nhân về đích ít bàn tay quá. Nào, tiếp tục lại là bàn tay của Spider-Man người nhạy các em ơi. Cái búa dừng lại cái búa nó đập cho phát là hiểu vấn đề luôn đấy. Hiểu thế nào là lễ hội luôn đấy. Nào xuống đi. Rồi vượt qua cái búa này nào. Ok các em ơi, anh đã vượt qua dễ dàng. À, mấy cái bẫy kia không bắt được cái bàn tay của anh nhân BB đâu. Về đi. Ồ, lần này là tên cướp biển các em ạ. Ôi trời ơi, tên cướp biển gặp Spider-Man là nó hiểu vấn đề đấy các em ơi. Ôi, bùm. Trời ơi. Bye bye tên cướp biển màu đỏ nha. Mi gặp Spider-Man nhân BB là mi đen rồi. Yeah. Easy game. Wow, let's go. Lại là bàn tay của Talos các em ạ. Cái trò chơi này rất hay nha, chúng ta không cần xem quảng cáo, chúng ta vẫn được trang phục miễn phí các em ạ. Ui, cái gì màu đen đây? Trời ơi, cái gì màu đen đây? Số rác này. Ui, ghê. Tí nữa thì anh bị mất bàn tay rồi. May quá, vẫn về được đích. Lại là cái tên đấm bốc kia. Mi nó ngoài mi vì bị thua rồi. Mi còn chưa sợ. Này thì sợ chưa tên này. Trời ơi, bay 1 tỷ km luôn. Ôi không, lần này bay hơi thấp. Xin lỗi các em, anh nhân chơi hơi gà. À, lần này anh nhân BB có bàn tay của một thanh niên boxing các em ạ. Why. Nhưng mà chỗ này hơi nguy hiểm nha. Trời ơi, tí nữa anh nhân mất hết rồi. Ủa, cái sao, cẩn thận cái sao. Ui, bay tiếp về đi. Rồi tên kia, mi sẽ biết sức mạnh của ta. Ta là bàn tay của boxing này. Ui, bàn chân. Trời ơi, bàn tay đi đôi giày nó thành bàn chân rồi còn gì nữa. Ảo thế nhỉ. Quá ảo luôn. Bay 1000 km tiếp anh trai. Nào, lần này là bàn tay. Ủa, tiếp tục là bàn tay nãy này các em ơi. Ui giời, ui, cái bẫy này anh em ơi, đi cẩn thận vào. Có mất đấy, mất bàn tay đấy. Rồi, ok. Anh nhân có thể về đích thành công. Thứ ra cái búa này. Rồi, ok, lại là tên cảnh sát xấu xa kia. Nào, ta cho mày hiểu thêm sức mạnh của bàn tay này của ta. Bùm, trời ơi các em ơi. Trò chơi này rất hay nhưng mà lại còn dễ nữa. Được trang phục miễn phí các em ơi. Yeah. Các em nào chưa ấn like nha. Ấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo ủng hộ anh nhân BB. Wow, lần này anh nhân có bàn tay của một con zombie. Wow, nhân BB có bàn tay của con zombie các em ạ. À, ui giời ơi. Lần này lần này bỏ về đích không ta? Ui yeah anh em ơi. Yeah. Nhảy qua chỗ này. Đúng rồi, nhảy sang bên đây. Wow, mình né được rất nhiều luôn. Ok anh em. Lava. May quá không bị sao. Wow, thanh niên đầu tắm mau này. Bùm này thì hiểu vấn đề chưa? Ta là bàn tay của zombie đấy chứ không phải là bàn tay bình thường đâu. Mà mi tưởng là mi win được ta. Yeah. Hay thế nhỉ, cái tròn này vừa được trang phục. Ui trời ơi, vừa có tí điện. Ủa cái gì đây? Một con chó.
Ui, mình bước vào mồm một con chó này các bạn này. Wow, ghê. Ui, lại là cái lưỡi này, nhéo ra anh em. Nhéo ra. Ui da, thôi mình mất một ít bàn tay rồi. Tên thuyền trưởng kia, mình chưa biết sức mạnh của bàn tay Thanos à. Bụp tiêu đời nhà ma luôn. Yeah, các em ơi. Ok các em nha. Anh Nhân BB xin cảm ơn các em đã xem hết cái video này của anh. Nếu các em thấy thích cái video này, các em nhớ like, ấn đăng ký kênh, nhớ vào chuông thông báo để ủng hộ anh Nhân BB nhé. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo của anh. Ok.